Em xin kính chào các yêu phong lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì nhà em có rất là nhiều những cái tác phẩm phải nói là độc nhất vô nhị miền Bắc ạ. Và những cái tác phẩm đơn thân như là Hoàng Nhạn Tháng 8, Quế Xếp Lá Nhăn, rồi là một số thân thòng Hoàng Nhạn Tháng 8, Hoàng Nhạn A3. Cả nhà mình đón xem, sưu tầm và ủng hộ nhé. Các bác đặt hàng gọi điện trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác nhé. Và dưới đây thì em có những cái siêu phẩm hoa lan. Mở đầu like thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu bạch nhạn hoa màu trắng các bác ạ. Một trong những cây mít xếp đẹp ạ. Và chia sẻ gửi đến các bác nhà mình là bằng 400k cho một chậu các bác nhé. 400k cho một chậu bạch nhạn hoa trắng ạ. Nó rất là đẹp các bác nhé. 400k cho một chậu. Và dưới đây thì em gái lại có thêm một chậu quế tím lá mít xếp nữa. Mã số 3. Mã số 3 một chậu quế tím bản lá mít xếp thì em xin chia sẻ các bác là bằng 220k các bác nhé. 220 các bác ạ. Và dưới đây thì em có một chậu Corat Cookie. Đây ạ. Đây là một cái chậu Corat Cookie giống mới các bác ạ. Đó. Nó có cái tông hoa màu đỏ cam rất là đẹp ạ. Đó. Các bác mình mua hàng thì nhấn Zalo gọi điện trực tiếp qua số bên em đã ghim trên bài các bác nhé. Đây là giống Cookie. Hoa đỏ các bác ạ. Hoa đỏ. Đây là giống Cookie hoa đỏ các bác nhé. Hoa đỏ giống mới. Và em chia sẻ các bác một cái chậu Cookie là mít xếp với giá là bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu. Đây là mã số 3 các bác ạ. Đây là Cookie hoa đỏ này. Mặt hoa siêu đẹp và khách nhà em lấy rất là nhiều các bác ạ. Đây là cái chậu số 2 các bác nhé. Đây là chậu số 2. Đây là chậu số 2 của Cookie hoa đỏ các bác ạ. Đây là hoa đỏ giống mới. Đây em xin lỗi cho mọi người coi này. Đây vừa hôm qua anh khách đến vườn lấy mà nó còn sót lại các bác ạ. Đấy, đẹp như ở đây này luôn các bác nhé. Bông rất là to, đây là gãy có nửa bông. Thì em bảo thôi cho em được cần này lại cho khách xem các bác ạ. Đây là hoa đỏ giống mới, chuẩn mặt hoa luôn các bác nhé. Chuẩn mặt hoa luôn. Và em chia sẻ các bác cái mã thứ hai thì bao gồm là có hai cây. Thì em chia sẻ các bác bằng 680 các bác nhé. 680 Cookie thì nó có nhiều mặt bông các bác ạ. Và lát nữa em sẽ cho mọi người coi những cái mặt bông Cookie hoa tím xưa rồi là Cookie hoa hồng các bác ạ. Nó có mặt bông Cookie hoa đỏ Mỹ nữa các bác. Đây là cái dòng tím xưa này. Tím xưa nó rất là đẹp như thế này các bác ạ. Đấy, lát nữa em sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Cookie của nó có nhiều mặt bông lắm. Đây là mặt bông của cái cây Cookie đỏ Mỹ các bác ạ. Nó đẹp lắm. Đó. Lát nữa em sẽ soi cho mọi người coi những cây Cookie hoa đỏ Mỹ nhé. Còn đây là Cookie hoa hồng các bác ạ. Hoa hồng này. Cookie thì nó rất là nhiều mặt bông đẹp các bác ạ. Chứ không phải là Cookie thì nó có một mặt bông, nó đa dạng lắm. Riêng về Cookie thì nó rất đa dạng. Đây Cookie hoa tím này các bác này. Hoa tím xưa trắng này. Tím trắng xưa ấy. Đây là tím trắng xưa. Tại vì Cookie thì nó rất chi là nhiều mặt bông. Thì em sẽ giới thiệu sơ các bác những cái chậu lan đuôi sóc. Em có một chậu sóc đơn thân duy nhất nhé. Bao gồm một chậu sóc hai cây. Đó là dòng sóc đơn to. Em chia sẻ các bác bằng 360 các bác nhé. 360. Và dưới đây thì em có duy nhất một chậu cửu bảo tiên ạ. Đây các bác ơi, các bác ngắm bông cửu này. Đấy, cửu thì như mọi hôm em đã giới thiệu các bác rồi, cả vườn có một chậu thì em chia sẻ các bác là bằng 420 các nhá, 400k đi. Em thanh lý các bác 400k cho mọi người ngắm cái bông cửu. Này các bác thấy bông cửu nó xinh chưa? Đây là cửu bảo tiên nhé. Hôm nay là bắt đầu hé môi rồi các bác ạ, hé môi rồi. Đó em chia sẻ các bác nhà mình 400k cho hai cái cây này các bác nhá, cửu bảo tiên. Thì tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác những cái giò lan đơn thân này. Đây là một trong những cái giò hoàng tam bảo. Em mời các bác ngắm. Cái mã số là A2 các bác ạ. Nói là siêu to khủng lồ các bác nhé. Đó. Cái giò này thì thực tế là bác nào có nhu cầu sưu tầm những cái tác phẩm khủng thì các bác liên hệ cho em đến số là 0977 842 981 các bác ạ. Đây là cái dòng hoàng tam bảo hoa đỏ các bác ạ. Hoa đỏ. Nó còn cái điểm chia sẻ của mọi người cái tam bảo sắc Điện Biên hoa tím đẹp lắm. Đây là cái dòng hoàng tam bảo hoa đỏ các bác này, hoa đỏ, bông rất là đẹp các bác ạ. Bông rất là đẹp. Đấy, nó có khuôn bông rất là đẹp và những cái thân thân thòng lá xếp chân dép phải nói là siêu dài các bác ạ, có những thân tới 2 mét luôn đấy. Tán của nó là hàng một dề các bác nhá, tán của nó là hàng một dề như thế này. Và em mời mọi người ngắm, đấy, phải nói là siêu to và đỉnh các bác ạ. Để mà nói hội thi lan thì chắc chắn là chưa có giò nào mà phải nói là qua được cái em này, phải thực sự luôn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu chấn vườn sưu tầm những cái giò to khủng thì các bác chốt cái giò này cho em. Đó, chia sẻ với các bác giá là bằng 5 triệu. 5 triệu các bác nhá, 5 triệu. Đây là hoàng tam bảo. Lá xếp của Tây Bắc, phải nói là có những thân các bác này, đây mẹ bồng con từ gốc đến ngọn này. Đó, mẹ bồng con từ gốc đến ngọn, lá xếp chân dép mọi người ạ. Đấy.
siêu to vật vã. Đó, em gái chia sẻ với giá là bằng 5 triệu nhé các bác. Đẹp lắm, dáng hướng đúng một dề. Và tiếp theo thì cái mã số A1 thì nó là một cái giò tam bảo sắc Tây Bắc của Điện Biên các bác ạ. Cái dòng này hoa tím xưa đẹp nhé. Hoa tím xưa đẹp thì em sẽ chia sẻ các bác một dề tam bảo sắc Tây Bắc Điện Biên có mã số là A1 thì với giá là bằng 2.860.000. Đối với giò này thì em chia sẻ các bác bằng 2.860.000 cái mã số A1 các bác nhé. Đây là mã số A1 này. Đấy, đẹp lắm các bác ạ. Đấy, dáng hướng cũng là một dề các bác nhé. Các bác nhìn những cái cần hoa cũ nó ra thì chắc chắn là mọi người sẽ không đếm xuể hết được. Đấy, mã số A1 bằng 2.860.000. Rồi tiếp đến là cái mã số A3 các bác ạ. A3 này phải nói là ngọn dài thướt lướt các bác ạ. Mã số A3 nhé, cái này là do nó bị cháy từ trên rừng ấy các bác ạ. Cháy và có thỉnh thoảng những có cái thân mà nó bị rám nắng ấy, tại vì hàng lâu năm thì nó không thể tránh khỏi được các bác. Đây, cháy xém này. Đây. Dạ, đối với cái mã số A3 này thì em xin phép chia sẻ các bác nhà mình là bằng 2 triệu các bác ạ, 2 triệu. Đây là mã số A3 các bác nhé. Đây là mã số A3. Thì xin chia sẻ với các bác nhà mình giá là bằng 3 triệu ạ, 3 triệu. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một lũa quế trắng của Hòa Bình mà phải nói là siêu tác phẩm ạ. Em mời mọi người ngắm. Một giò quế Hòa Bình như thế này luôn, em mời các bác ngắm. Tán này nói siêu đẹp các bác nhé. Này, hàng xếp rụt rịt luôn các bác ạ. Bản lá to nhá. Lá nhựa, bản lá to các bác ạ. Em mời mọi người ngắm cái giò lan như thế này. Quế xếp Hòa Bình có mã là V2 VIP. Đó, V2 VIP các bác ạ. Đấy, em sẽ xuống dưới em soi cho mọi người xem bản lá phải nói siêu rụt rịt từ gốc đến ngọn nhá. Bản lá to, thậm chí có lá nó sẽ tầm hơn 5 cm các bác ạ, hơn 5 cm đấy. Ví dụ như cái lá này là nhăn các bác này, lá nhăn này. Lá nhăn sóng này. Đấy, đẹp các bác nhìn này. Đó, một giò quế này thì bao gồm được 2 4 6 8 10 10 thân các bác ạ. 2 4 6 8 10 10 thân là chưa kể những cái thân mẹ nó đang để con nữa các bác nhé. Đấy, chưa kể những thân mẹ bồng con như thế này. Đó, mã số V2 VIP ạ, một lũa quế trắng Hòa Bình siêu to khổng lồ các bác nhé. Nó đang bắt đầu nhô nụ rồi đấy các bác ạ, nứt nụ và đang bắt đầu nhô nụ rồi. Xin chia sẻ các bác mình cái siêu phẩm lá mít xếp to VIP với giá là bằng 3 triệu 5 các bác nhé. 3 triệu 5 cho cái mã số là V2. Đây là những cái cực phẩm quế tháng 8 các bác ạ. Và các bác có nhu cầu sưu tầm những cái giò mít rụt rịt như thế này thì các bác dinh luôn. Tại vì cái tiềm năng của những cái giò này các bác này, bản lá có thể nó sẽ phát triển hơn. Đây các bác ạ, chưa một tí phân nào luôn các bác nhé. Chưa một tí phân nào luôn, kể cả vi sinh hoặc là những cái phân hóa học là chưa có. Đấy, em chia sẻ các bác nhà mình là giá bằng 3.500.000 quế Hòa Bình tác phẩm nhé, 3.500.000, mã số là V2. Rồi dưới đây thì em chia sẻ các bác cái mã V1 này. V1 thì nó là hàng lá nhăn các bác, hàng lá nhăn mị bồng con. Đây các bác ạ, lá nhăn này. Đấy, mị bồng con các bác nhìn thấy thân thủ nó như thế này. Một thân mẹ các bác nhìn nụ như thế này. Đang nụ như trầu các bác nhé, đang nụ như trầu luôn. Đây, mẹ bồng con và con cũng đang đi nụ tấp như thế này các bác nhé. Đây, con cũng chuẩn bị đi nụ đây các bác này. Đây, con này nứt kẽ lá rồi. Và em chia sẻ các bác này. Đây, một thân mẹ con mà nó như thế này. Rất là đẹp. Mã số 1V thì em cũng chia sẻ các bác bằng 3.500.000 các bác nhé. 3.500.000. Vì cái này nó là thân thủ to nhé. Thân thủ to, sóng tôn này. Lại còn kèm theo là bản lá rất là to. Bản lá rất là to nhé. Mã số 1V thì em cũng chia sẻ các bác là bằng 3.500.000. Phải nói bản lá quá to các bác ạ. Đó, bản lá quá to luôn các bác nhé. Xếp. Đó, siêu xếp lá nhân mà các bác lại còn bản lá to nhé. Đó, lá nhân sóng tôn mà lại còn bản lá to. Giò này thì khá là nhiều nụ. Để một cái giò đơn thân mà thân to, thân thủ to, khá nhiều nụ như này các bác nhìn thấy nụ. Đó. Thân này là một mẹ bồng được 2, 4 con. Thân này một mẹ bồng 4 con các bác ạ. Xoáy thân nhé. Xoáy thân các bác này. Thân này là một mẹ 2 con. Một mẹ hai con lá nhân các bác nhé. Một mẹ hai con lá nhân. Cái mã này chia sẻ các bác 3.500.000. Đó, 3.500.000 các bác nhé. Các bác mua một thân này nó đã tầm 3 triệu rồi. Em chưa kể cái những cái thân con này nhé. Một thân mẹ nó đã tầm 3.500.000 rồi. Đấy. Nên nay em chia sẻ các bác cả một giò VIP với giá là bằng 3.500.000. Mã số 1V. Quế trắng tháng 8 VIP nhé. Quế trắng tháng 8 VIP. Rồi dưới đây thì em sẽ chia sẻ các bác một số thân thòng. Và dưới đây em có một giò cáo. Em mời mọi người ngắm này. Duy nhất một lũa cáo các bác ạ. Các bác nhìn cái giò cáo như thế này. Chia sẻ các bác cái giò này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 con cáo các bác, 7 con cáo. Con đây mẹ bồng con các bác này. Cả một dề, cả một dề nhá. Có một cái tí chóp này là nó hơi mục các bác ạ. Còn về dưới này thì gỗ rất là cứng. Gỗ rất là cứng và em chia sẻ các bác cái dề cáo này. Duy nhất một dề. Em chia sẻ các bác bằng 580 nhá. Các bác ơi nhìn này, 580 các bác ạ. Đây,
Vì các bác nắn thân lên con để nó siêu đẹp. Nó 580.000 các bác, một dề cáo, có duy nhất một dề nhá. Thôi em sẽ chuyển sang cái thân thòng. Đây em có một chậu ám địch quả lá nhựa các bác ạ. Phải nói là bao phê. Một tác phẩm ám địch quả. Bình thường các bác mua giò này có thể đến 1,5 triệu. Và em sale các bác một chậu VIP với giá là bằng 800k các bác nhé. 800k. Ám địch quả lá nhựa mã VIP. Đây là mã số 1 các bác ạ. Mã số 1 vẫn là một chậu ám địch quả lá nhựa bản đẹp. Các bác nhìn. Chậu này em sale các bác 450 nhé. Mà không, cái mã này em để các bác 400k các bác ạ. 400k cho mã số 1 ám địch quả lá nhựa. Đẹp. Mã số 1. Đấy, và dưới đây thì em sẽ chia sẻ các bác một chậu. Một chậu hồng bà nà các bác. Có các chậu hồng bà nà này thì đẹp các bác nhé. Hồng bà nà này đẹp. Và em chia sẻ các bác cái này 168.000 các bác ạ. Hôm nay mắt của nó mùi tuyết đẹp các bác nhé. 168. 168 á. Đây. Còn dưới này thì em có chậu cánh bầu Hải Phòng các bác nhé. Em xin lỗi, cánh bầu An Lão. Một chậu cánh bầu An Lão thì cái mã này thì em chia sẻ các bác bằng 200k đi. Các bác nhìn hoa này. Đấy. Hoa đẹp như thế này, các bác nhìn cánh này. Nó còn chưa căng nhé. Cánh bóng này mắt đẹp chưa? Các bác nhìn mắt nó phân thủy rất là đẹp. Đấy, cánh bầu An Lão chia sẻ các bác. Với thanh lý các bác chậu này 200 cháy mất cái lá ngọn này. Đấy, cả một chậu mỹ tác phẩm thanh lý các bác có 200.000 các bác nhá. Và tiếp theo là một cái chậu dưới đây thì em có chậu sọc muộn các bác ạ. Đây, em có chậu sọc muộn. Sọc này. Đấy các bác ạ. Mọi người nhìn thấy thân sọc này. Sọc phát tài các bác nhá. Đây nó là sọc muộn tại vì do nó thiếu nắng các bác ạ, thiếu nắng. Đấy, sọc nó hơi thiếu nắng các bác nhé. Đây một chậu sọc muộn thì em xin chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 220 các bác nhé. 220. Các bác nhìn hoa này. Hoa là hoa lưỡi bệt các bác ạ. Đây. Đấy sọc muộn các bác nhé. Đây chia sẻ ở đây nụ các bác vẫn còn các bác này. Chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 220 các bác nhé. 220. Và dưới đây thì em lại giới thiệu các bác một số những cái chậu nữa này. Đây em có một cái chậu bệt ngọc Viễn Đông các bác ạ. Gọi là thanh lý. Đây là dòng bệt ngọc Viễn Đông các bác ạ. Hoa đẹp, size quốc dân. Đây là dòng bệt quốc dân đẹp. Đây, bệt ngọc Viễn Đông. Em mời mọi người ngắm nhé. Chia sẻ các bác chậu này 150.000. 150 cho cái chậu bệt ngọc Viễn Đông này. Đây combo các bác hai chậu. À đây. Chia sẻ các bác vẫn là một chậu cánh bầu An Lão hàng khủng. Đấy. Đối với những cái chậu như thế này, cánh bầu An Lão thì em vừa cho mọi người coi rồi. Đối với một cái chậu siêu to thì các bác có thể mua nó tới tầm 1,5 triệu. 1,8 triệu. Đấy. Tiềm năng của một cái giò lan này là các bác có thể là cuối năm nó có tầm 50 thân hoa, thậm chí là hơn. Nhưng em sẽ chia sẻ các bác giò này là bằng 800k các bác nhé. 800k. Cánh bầu An Lão. Đấy, rất là đẹp. Và dưới đây thì em có một chậu trầm. Đó, xin chia sẻ các bác cái chậu trầm này 160.000 này. Trầm Điện Biên. Trầm tím Điện Biên 160 các bác nhé. Và đây thì em lại có cái combo các bác, hai chậu. Em có combo hai chậu các bác ạ. Đó là một cái chậu ma bó. Đấy, một cái chậu ma bó và một cái chậu chậu bệt Linh Giang. Thì em sẽ chia sẻ các bác combo hai cái chậu này. Thanh lý các bác 200.000 các bác nhé. À không, cái mã này hai chậu combo em sale các bác 180.000 thôi. Xả 180 và em còn một chậu hồng Yên Thủy này nữa. Hôm nay cũng thanh lý các bác 160.000, gọi là xả lỗ thôi. Thực sự là những chậu này em đi mua đã tầm 450 rồi. Hôm nay xả lỗ các bác 160.000. 160 nhé. Và tiếp theo thì vừa bán vừa tặng các bác một cái chậu bệt Huyền Diệu này. Chậu này có thể đến 600, em sale các bác 400.000 các bác nhé. 400.000. Một siêu phẩm đuôi trồn này xả cho các bác 500.000 các bác ạ. 500.000 đuôi trồn. Và dưới đây thì em có một chậu Lộc Bắc với một chậu bệt Linh Giang. Đây, chỗ đây thì em có một chậu Lộc Bắc với một chậu bệt Linh Giang. Chậu này nó to các bác ạ. Hai chậu combo em sale các bác. Mã này là 268.000 các bác nhé. Combo các bác nhìn gốc mẹ như thế này. Đây, gốc mẹ nhé. Đấy. Combo này, một chậu bệt Linh Giang, một chậu Lộc Bắc này, 268.000 các bác ạ. Lấy hai chậu mẹ quá to, 268.000 em thanh lý. Và tiếp theo thì em còn một chậu mít sen tím. Đây, mít sen cánh mai các bác ạ. Mít sen cánh mai thì em chia sẻ các bác một chậu mít sen cánh mai sale các bác 380.000 các bác nhé. Bình thường em bán một kỳ này nó đã tầm 350 rồi. Mây xả các bác 380. Ở dưới đây em thì em có một chậu kiều Yên Tử ạ. Một chậu kiều tím Yên Tử. Xả các bác mình 320.000 ạ. Một chậu bệt ngọc Kỳ Lân này, 260.000 này. Đây em có một chậu quế tím ạ. Em có một chậu quế tím lá mít xếp. Đơn thân mị bồng con 300.000 các bác nhé. 300.000. Và dưới đây thì em có một chậu kiều mỡ gà.
kiều mỡ gà xả các bác 500.000 một chậu mỡ gà nhé. Đây, và em giới thiệu các bác đây là một chậu Koki hoa tím xưa, tím đậm các bác nhé, hoa tím xưa tím đậm. Hôm qua có mấy chậu nở khách vừa lấy xong. Đây, tím xưa các bác nhìn này. Đây là dòng tím xưa đơn thân các bác ạ. Đẹp, siêu là đẹp các bác nhé. Đấy, cái chậu này phải nói là hoa xuất sắc, siêu hoa đây các bác này. Đây, nụ này. Đây, vẫn còn đang nứt, đấy, nứt bọng lá rồi các bác nhé. Đây, lại đang lên nụ này. Đây, đang nụ các bác này, nụ này. Nụ đây nhá, đấy, kẽ trên này cũng đang nứt bọng lá luôn. Tại vì cái dòng này nó siêu hoa lắm các bác. Đó, chia sẻ các bác mã này nhá. Tím xưa mã số là K3 thì em chia sẻ các bác là bằng 550 các bác ạ. Đấy, cây đã nuôi vườn ở chất cây nó ăn nắng rất là đẹp các bác nhá. Đây con này nó bị xé mất một tí nắng. À, thôi cây này em để các bác 500k các bác ạ, 500k cho cây tím xưa này. Đó, 500k cho cái chậu tím xưa này các bác nhá. Đây vòi hoa như này, cháy mất một tí lá. Cái mã số K3 em để các bác bằng 500k các bác nhá, 500k. Một cái mã tím xưa. Đây em còn cái chậu tím xưa mã số này là K4 các bác ạ. Đây mã số K4 các bác nhìn này. Trời ơi nó siêu hoa các bác ạ. Đây các bác nhìn này, nụ như thế này. Đây. Vẫn đang lên nụ đây, trên kẽ trên này cũng đang nứt nhá, đang nứt luôn. Đây các bác nhìn nụ này. Đấy, đang nụ hoa nhá. Đây cây này cũng đang chuẩn bị nụ này. Tức là nó có thể đi nụ trước và đi nụ sau đây mọi người ạ. Nó cũng chuẩn bị đi nụ ba cây. À, mã số K4 này thì em chia sẻ các bác là bằng 860 các bác ạ, 860 các bác nhé, 860 cho mã số là K4. Đó, toàn là những cái siêu phẩm đẹp ạ. Và dưới đây thì em sẽ chia sẻ các bác cái combo này. Em chia sẻ các bác một chậu cửu long cao phong. Đây các bác, cửu long cao phong thì nó là cái top lan này, nó siêu là nhiều hoa. Em có nhiều lắm, đây những chậu to này khách lấy hết rồi. Em chia sẻ các bác một chậu cửu long nhé. Cửu long cao phong phải nói là rất là đẹp và chất luôn các bác ạ. Cửu long nó là cái top thần thòng nhiều hoa các bác ạ, dễ hoa. Các bác anh chị mình sưu tầm thì nhấn like gọi điện đến số 0977. Đây các bác, cửu long cao phong này phải nói siêu là chất đúng không ạ. Đó, em chia sẻ các bác mình ở chậu cửu long này với giá là bằng 380 nhé, 380 các bác ạ, cửu long cao phong. Đây em còn cái chậu ma bó nữa này các bác này. Ma bó thì nó là cái dòng quốc dân nhiều hoa. Đây các bác ạ, chậu ma bó siêu đẹp. Mà một chậu ma bó siêu to, một chậu mẹ nái nhá. Em sale các bác mình 200.000 các bác ạ. 200k cho một cái chậu bệt ma bó. Một trong cái top lan quốc dân nhiều hoa. Hoa đẹp các bác ạ, hoa đẹp. Ma bó thì gọi là mãi đỉnh các bác ạ. Một cái em ma bó như thế này. Đó, ma bó em chia sẻ các bác 200.000 một chậu nhá, 200.000 một chậu. Đó, một chậu ma bó đẹp. À, dưới đây thì em còn rất là nhiều những cái mã lan đẹp nữa. Các bác mua hàng thì nhấn like gọi điện đến số hotline bên em đã để trên bài các bác nhé. Người mua hàng thì trực tiếp qua Zalo giúp em với ạ. À, đây một chậu cánh bầu các bác này. Cánh bầu đẹp này. Đấy, các bác cánh bầu đẹp chưa? Trời ơi các bác nhìn cái mắt hoa này, phân thủy đẹp. Mắt của con này cũng gần giống như con cửu long các bác ạ. Gần giống như con cửu long, môi tuyết đẹp quá. Xem các bác mã này 130.000 các bác ạ. Này, chậu gốc mẹ siêu đẹp thì các bác 130 nhé. Combo cái đơn này để các bác 130.000. Đây em có cái chậu này. Cái chậu này là tím yên tử đẹp quá các bác ạ. Tím yên tử đang hoa này. Em sẽ đi combo cái mã này với cái chậu tím yên tử này. Em không biết còn cái chậu nào em đi combo cho mọi người nhỉ. Đây. Đây trên dàn em có chậu này, em sẽ hạ xuống và em đi combo cho mọi người nhé. Một chậu tím yên tử với một chậu. Đây. Đây một chậu tím yên tử em đi với các bác là một chậu núi chúa. Đây có chậu tím yên tử và chậu núi chúa này em để cho các bác này. Một chậu tím yên tử, một chậu núi chúa em để các bác cái mã này 200.000 thôi các bác ạ. 200.000 hai chậu nhé, 200.000 hai chậu. Đây em có dầu hoàng tam bảo này. Hoàng tam bảo này. Hoàng tam bảo là mã số 1. Để các bác 280 các bác, 280. Hoa đẹp nhé. 280. Một chậu sơn thủy tiên mắt đỏ 280.000. Một chậu cáo sơ mi em thanh lý các bác 360.000 này. Hôm nay quyết định cắt lỗ các bác 360 bị cháy lá. Các bác có thể bỏ cái lá này nó cháy. Thanh lý các bác 350 đi, 350. Còn mã nào là em thanh lý mã đó đây. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Giò này thì hôm nay em lại tách cho các anh khách hai ngọn bên này nữa. Hai ngọn này là chốt rồi. Đấy, các bác sưu tầm không có khả năng mua cả giò thì em sẽ tách ngọn nhé. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Đấy, cái giò này thì
em tách hai ngọn rồi thì em sẽ để các bác là bằng 7 triệu ạ. Đây là giá cắt lỗ, giá thị trường nó lên mấy chục triệu. Và em đã chia sẻ khách này nhiều thân rồi. Ở dưới đây có một giò kiều Sơn Thủy Tiên này, mã này thì chia sẻ các bác 220.000 thôi. Đây. 220 cái lỗ kiều Sơn Thủy Tiên như này, các bác nhìn mầm tơ nó tủa này. Này. Mầm tơ tủa đẹp, xuất sắc luôn, 220 các bác nhé. Và em có một chậu kiều tím Thanh Hóa, à em xin lỗi, kiều tím Sơn La. Kiều tím Sơn La mã này chia sẻ các bác 1.100.000 này. 1.100.000 cho kiều tím Sơn La các bác nhé. Này, chậu quế trắng đơn thân của Hòa Bình này. Các bác nhìn thân to này, chuẩn bị nụ ấy. Cái mã này sale các bác 268.000 thôi, 268 nhá. Đây mã số này là Q13 268. Còn đây là mã số Q11. Em để các bác 480.000 các bác, 480 mã số là Q11. À, tiếp theo em có một chậu quế siêu VIP nữa các bác, chậu này thì phải nói là khá đẹp. Quế trắng mà nó là dòng quế Thanh Hóa, và em chia sẻ các bác mã số Q8. Q8 này với giá là bằng 550, 550 nhá. Đó, 550 các bác ạ. Đây kiều tím Yên Bái này 1.250.000 này. Thanh lý các bác một chậu kiếm Hồng Ngọc Hà Giang cả chậu bằng 700.000. Bóc chậu em để các bác 600.000. Một chậu xanh Huế VIP ạ, để cả chậu 800.000, bóc chậu em để các bác 700.000. Thanh lý các bác nhé. Đây, một chậu Hoàng Nhạn tháng 8. Ôi trời, em quên chưa giới thiệu các bác. Đây, cái mã siêu phẩm nhất thì em lại quên. Đây, Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai, mọi người nhìn này, nụ này. Đó, các bác thấy chưa? Nụ này. Chi chít luôn nhá. Này. Đấy, các bác thấy chưa? Nụ này. Đó, cả nhà mình thấy siêu phẩm nụ chưa? Đây, bồng con này, những con này cũng đang nứt nụ các bác nhá, đang nứt nụ luôn. Đây, bồng rất là nhiều con các bác ạ. Đây đang nứt nụ. Đấy, các bác thấy chưa? Nụ hết này. Nụ hết luôn nhá. Cái mã này trời ơi, nhiều lắm các bác ạ, nhiều nụ này. Trời ơi, nụ như trấu các bác ạ, nụ như trấu luôn. Và em chia sẻ các bác mã này nhá. Một chậu nhạn tháng 8 Gia Lai có mã là V1. Hoàng Nhạn tháng 8 Gia Lai. Mã số V1 em chia sẻ các bác bằng 4.280.000. Giò này bình thường bán các bác không dưới 6 triệu, 8 đến 8 triệu. Em để các bác 4.280.000 nhá. 4.280.000 các bác ạ, bao gồm 1 2 3 4 5 6 7 thân, cả thân con đang bồng con nữa, 8 thân. Chưa kể nó còn đẻ con nhá. 4.280.000 các bác ạ. Mã số V1 à không. Cái mã này 4.2 chắc chồng nó chửi thôi, lỡ báo vẫn bán. Ở đây là cái mã tiếp theo các bác ạ, mã số E3. E3 nhận thằng 8 Gia Lai nhá. Em mời mọi người ngắm cái thân này, này. Đó, các bác nhìn thấy nụ đi từ đấy dưới lên. Rồi. Nụ khá là dài nhá. Đây nụ này các bác này, nụ tất kẽ lá này. Con nhỏ nhỏ này thì em mới thấy nó nứt kẽ lá thôi, chưa thấy nhô nụ nhá, ba con. Mã số E3 em chia sẻ các bác giá là bằng 2.860.000 nhá. 2.860.000 các bác ạ. Là bình thường các bác mua cây này nó tầm 2 triệu rồi. Cây này 500.000 rồi, cây này coi như là cây nhỏ em tặng nhá. Đấy, còn cây này nữa các bác nhìn này, tác phẩm 2.860.000. Mã số E3. E3 nhá. Đây là mã số E2 mọi người này, nhận thằng 8 Gia Lai này. Cái này thì nó lại lỗi mất một tí lá. Đây. Đây lỗi mất một tí lá, bảo hành hoa chính chủ nhá. Này, khuyết một cái lá này, em sale các bác mã này 1.500.000. À 1.450.000 các bác nhá. 1.450.000 của mã số là E5, em xin lỗi, đây là E5. 1.450.000 nhận thằng 8. Và em còn một cái chậu hạc vĩ hoa trắng tinh bảo hành mặt hoa, và em chia sẻ các bác 180.000. 180 các bác nhé. Đấy, hoa trắng tinh, cái đấy hạc vĩ hoa trắng. Em còn mấy cái chậu đen rô, các bác sưu tầm thì alo cho em này. Đấy, em có một cái chậu vàng tia, một cái chậu hồng chớp này. Để các bác combo hai chậu này 280.000 này. 280 nhé. Đen rô hoa hồng đỏ là 160.000 đây. Một cái chậu xanh ngọc em để các bác 280.000. 280 các bác ạ. Xanh ngọc. Đây em lại có một cái chậu vàng tia đây. Đây cái chậu xanh ngọc này để các bác ạ. Em có cái chậu vàng tia này em để các bác 268.000 các bác nhé, 268. Ngoài ra thì còn nhiều lan đẹp à, em quên chưa giới thiệu các bác cái chậu đay châu chưa nhỉ? Em có mấy chậu đay châu. Em sẽ thanh lý các bác này. Các bác anh chị mua hàng thì nhấn like, gọi điện trực tiếp đến số 0977842981 để được mua hàng các bác nhé. Quên, có cho hai chậu đay châu các bác ạ. Đây, hai chậu đay châu phải nói siêu to khủng lồ, em mời mọi người ngắm này. Đây một cái chậu đỏ cộng với chậu đây nhá. Cái này là đỏ ớt. Đỏ ớt cộng với cái cánh sen.
Đây cái con đỏ ớt này các bác, đỏ ớt nó sẽ có màu đỏ đỏ này. Đấy, siêu to ạ. Hai chậu là 3 cây và em chia sẻ các bác mã này là bằng 750 các bác nhé. Đỏ ớt với hồng cánh sen 750. Ở đây em có chậu bò sữa với đỏ ớt. Đây các bác nhìn này. Đỏ ớt với bò sữa này. Trời ơi, cái chậu bên này đẻ 3 cây các bác ạ, chậu bên này cũng 3 cây luôn. Chậu này 680 các bác nhé, 680 cho cái chậu đỏ ớt với bò sữa, 680. Đẹp xuất sắc luôn các bác ạ, đẹp xuất sắc. Với combo hai các bác, hai chậu lan này. Nó hơi nhỏ các bác ạ. Hơi nhỏ nhá. Đấy, một chậu Bảo Duy với một chậu Lâm Sung Ngọc Kỳ Lân, một chậu Bảo Duy, một chậu Ngọc Kỳ Lân, em để các bác mã này 250.000 thôi thanh lý, tại vì nó là tươi giống em thanh lý. Đây có chậu Ngọc Kỳ Lân này đẹp này. Thanh lý các bác 280.000 này. Cái Bảo Duy này to lắm, Bảo Duy này tận 680 thanh lý, giá cái giò này phải mấy triệu. Có một giò em thanh lý những mã này em chốt rồi. Các bác anh chị mua hàng thì gọi điện đến số 0977 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Em xin này. Cảm ơn tất cả các bác ạ. Xin cảm ơn các bác nha.